Dự án căn hộ Grand Sentosa do Novaland phát triển được định vị tại phân khúc hạng sang trên khu đất hơn 10 hectare trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Nhà Bè tiếp giáp với quận 7 và liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Được đánh giá là vị trí đắc địa khu Nam Sài Gòn. Vị trí giao thông thuận lợi, khu căn hộ The Grand Sentosa nằm tại vùng giáp danh giữa Nhà Bè và quận 7, chỉ cách một cây cầu trên khu đất có diện tích khoảng 10 hectare tại số 116A, đường Nguyễn Hữu Thọ B, Phước Kiển, Nhà Bè. Thành phố Hồ Chí Minh, ở vị trí này, The Grand Sentosa sở hữu những trục tuyến giao thông quan trọng cửa ngõ phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Nằm ngay giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ. Việc di chuyển kết nối vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh miền Tây vô cùng thuận lợi. Cùng với đó là liền kề các khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Zaigai GS của Hàn Quốc. Khu đô thị Hiệp Phước, địa thế phong thủy đắc địa. Khu căn hộ Grand Sentosa được đánh giá là có địa thế phong thủy cực tốt khi nằm trên khu đất hơn 10 hectare với mặt tiền là trục lộ chính Nguyễn Hữu Thọ, được ôm trọn bởi sông Rạch Đĩa. Mang đến tài lộc vượng khí cho cư dân nơi đây với không gian mát mẻ, lộng gió, được điều hòa khí hậu bởi dòng sông và mảng thực vật xanh sinh thái. The Grand Sentosa hội tụ đầy đủ các yếu tố cận thị cận răng cận lộ và cả thiên thời địa lợi nhân hòa khi đây là dự án hiếm hoi ở khu Nam Sài Gòn được mở bán trong thời điểm nguồn cung căn. Hộ hạng sang tại đây đang khan hiếm, việc hợp tác giữa Novaland và công ty tài nguyên cũng đã làm cho dự án thêm nhiều sức sống. Tiềm năng phát triển cùng quy hoạch khu vực. Khu căn hộ The Grand Sentosa có tiềm năng gia tăng giá trị cực lớn khi tọa lạc tại trung tâm khu vực đang phát triển với dư địa còn nhiều tiềm năng. Cùng với đó là quy hoạch hạ tầng trong tương lai tiếp tục là động lực thúc đẩy cho khu vực này. Kết nối hạ tầng khu vực trong tương lai có thể kể đến như cầu dây văng Phước Khánh Bắc qua sông Lòng Tàu, cầu Thủ Thiêm 4 kết nối khu đô thị Thủ Thiêm TP Thủ Đức với quận 7, cầu dây văng Bình Khánh. Cầu kênh tẻ 2 nối từ đường Lê Văn Lương qua quận 4, cầu Nguyễn Khoái qua kênh tẻ từ khu dân cư Him Lam quận 7 đến đường Bến Vân Đồn quận 4. Cầu Rạch Đĩa 1 trên đường Lê Văn Lương nối huyện Nhà Bè và quận 7. Khi tuyến metro số 4 đường Vành Đai 3 hoạt động, cư dân Grand Sentosa cũng sẽ thuận tiện hơn khi về các tỉnh Đông Nam Bộ. Đặc biệt là đến sân bay Long Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai. Trên đây là đánh giá vị trí tiềm năng phát triển của dự án The Grand Sentosa do Novaland phát triển. Chia sẻ và theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ những video thông tin bất động sản nhé!